in Vietnamese, you're going to tell me why you joined the resistance in 1945. 1945 đó thì không phải riêng tôi mà tất cả người Việt Nam nào vào cái tuổi 20 tuổi đó đều đi theo cách mạng hết cả. Là bởi vì sau 100 năm dưới cái đô hộ của Pháp thực dân đó, thì chúng tôi muốn có tự do, chúng tôi muốn có độc lập, chúng tôi muốn có một đời sống mới, không phải làm dân nô lệ nữa. The transition now. In 1945, not only me, but everybody in Vietnam, you know, the teenagers, that means 20 or 25 years old, you know, should go, should follow the resistance. Because after 106 years under the French colonialist domination, everybody want to have, to be free, to have independence. It's the proud of our nation. They want to have a new life. Maybe I'll ask you one more thing. We go a little tighter on this. If you could describe for me the way the French were acting, the way life was in Saigon at that time. This is in Vietnam, not in Saigon. Not just in Saigon. Yeah. But you were in Saigon. No, I were in Saigon. Đời sống của một người dân Việt Nam. Đời sống của một người dân Việt Nam ở dưới thời kỳ Pháp thuộc thì có lẽ rằng về vật chất thì những người ở thị thành thì khá, nhưng mà người ở thôn quê thì nghèo khổ lắm. Thế còn có thể bị bắt bỏ tù lúc nào không biết, bị bắt, bị đổ oan cho những cái tội này tội nọ. Thì tôi nghĩ rằng không phải riêng gì người Việt Nam mà ngay cả người Ấn Độ hay là người Hoa Lan, người Nam Dương, mà dưới cái ách đô hộ của người Anh hay là của người Hoa Lan thì ai cũng đều là muốn có tự do hết cả. So, second slide. Trước ngày cách mạng thì tôi là một người ca sĩ, tôi đi hát, tôi đi lưu động từ Bắc vào trong Nam. Thế đến khi có cách mạng thì tôi đi theo cách mạng. Ngoài cái công việc cầm súng để mà bắn thực dân Pháp thì tôi có soạn những bài hát cho quân nhân, tức là cho quân đội, và cho những người thanh niên và cho những người dân, ví dụ những bà mẹ quê hay là những em bé quê. Thế thì có một bài mà tôi soạn cho những người chiến sĩ, lúc đó gọi là vệ quốc đoàn. Bài đó nhan đề là Xuất Quân. Ngày bao hùng binh chia lên, bờ cõi vang lưng câu tiêu chiến. Bước qua nhiệm tiếng súng đi đường ngoài, quân Việt Nam đi hồn nó nửa sinh thời. Đi lại đi, quyết chiến, đi lại đi, quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi lại đi, quyết chiến, đi lại đi, quyết thắng, vươn lên đây cuối Việt Nam. Hồn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiết tha thung lũ chính khi đưa âm âm tiếng thét hoa, rầm rầm tiếng súng xa trường xa. Hồn say khi máu xương rơi tràn ngập biên khu, oan thù khắp nơi. Từng mũi lốc cuốn rơi, từng giọt thép sang ngời, một đường kiếm thét ngoài hùng đưa. Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lưng câu quyết chiến. Bước qua hiểm theo tiếng súng đi đường ngoài, quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên đây người Việt Nam. Would you give me the close shot, please? And would you just tell me how, would you describe for me how the soldiers would sing with you and what they would, how they would react?
Khi tôi soạn cái bài này ra đó, thì cái lúc đó tôi không phải là một người nhạc sĩ chuyên nghiệp nữa, mà tôi đã là một người chiến sĩ rồi. Tôi vừa bắn súng và tôi vừa hát cho những người bạn đồng ngũ của tôi, thì họ thích lắm, họ hát chung với tôi. Thì bài này trở thành hết sức là quen thuộc. Về sau thì nó trở thành những bài ca chính thức của trường võ bị trong miền Nam. You have the transition. Ngoài những cái bài hát mà tôi soạn cho vệ quốc quân, tức là cho những người chiến sĩ, thì tôi có làm những bài hát cho thanh niên. Mà thanh niên á, thì Việt Nam hiểu theo cái nghĩa rằng là thanh là xanh, mà niên là tuổi. Thế thì tôi làm một bài gọi là Nhạc Tuổi Xanh. Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra, đất Việt mừng ngàn tiếng, thanh niên tung vong pha xiềng. Đoàn người trai đi lên miệng hô lớn quyết chiến chuẩn oanh nghiêm đều tiến. Một ngày qua thanh niên ra từ giấc mơ, vượt cờ hồng nhuộm máu, đấu tranh cho muôn nghiệp giàu. Đời người bao gian lao vì non nước quyết chiến lúc chưa phải tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên sáng tươi, thuở nay chinh chiến chờ đợi người. Về đây tay nắm tay, đài vinh quang đắp xây, cùng nhau ta hát vang trời mây, cùng đi đem máu lên đỏ ngọn cờ, cùng đi đem sức chai đổ xuống bờ, bờ sông xanh tôi cùng anh ta tranh hùng chờ ngày hòa bình, đời màu hồng nồng nàn sớm vui tuổi xanh. Đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày đời ngày. Ngày mai bao ấm no diệt sóng quân Pháp kia, cười vang ta hát câu tự do. Could you tell us why this became such a famous song? Why do you think people really liked it? Okay, I'm sorry. Cái bài này mà được nhiều người thích hát là bởi vì rằng là nó tươi mát hơn là những cái bài có tính chất sắt máu như là cái bài xuất quân chẳng hạn. Bài này nó tươi và nó khẳng định là đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày, tức là nó khẳng định cái quyền tự do của một người dân bị trị. Ngoài những cái bài quân ca làm cho chiến sĩ, là ngoài những cái bài thanh niên ca làm cho những người thanh niên tuổi trẻ, thì tôi có làm một cái loại gọi là dân ca để cho tất cả những người dân, những bà mẹ già, những ông thợ cày, hay là những người vợ nhỏ chẳng hạn. Thì đây là một bài nhan đề là Dặn Dò. Em ở lại nhà em ơi, em ở lại nhà, vườn dâu em đón mẹ già, em thương tình tang để anh vác súng lên đường, tình tang để anh vác súng lên đường, vác súng lên đường. Em ơi, anh vác súng lên đường, lòng anh còn nhớ mảnh vườn xa xưa, tình tang nghèo đây cũng bởi quân thù, tình tang nghèo đây cũng bởi quân thù. Nếu anh chết bởi quân thù, anh quen máu đợi chờ thấy em ra chiến trường kia, ra chiến trường kia, giữa thù là giữa thù. Thì đó là cái lời dặn dò của một người chồng với người vợ
anh phải ra đi chiến đấu quân giặc. Nếu anh chết thì em giả thù cho anh. Và tôi còn làm thêm cái lời của người cha dặn người con rằng, cha bây giờ cha phải ra đi chiến đấu, con phải cố gắng thành người. Và nếu cha chết thì xuống đây con hãy giả thù cho cha. Và tôi còn thêm làm lời thứ ba là tôi dặn người bạn tôi rằng là tôi đi cứu nước anh ở nhà, nếu tôi chết thì súng tôi hoen máu đợi chờ tay anh. Second slate. Khi tôi làm những bài hát cho kháng chiến đấy là vì tôi thấy cái nhu cầu của những cái người dân mà đi kháng chiến như vậy đó là phải có cái gì để giải trí, điểm thứ nhất. Nhưng mà cái quan trọng là cái xây dựng cái tinh thần của cái người dân chống đối, bởi vì trong cái cuộc chiến đấu cũng có lúc người ta mất tinh thần, thì đây bây giờ chúng tôi phải xây dựng cái tinh thần của người dân lên bằng những bài hát mà có ý nghĩa. Cái bài hát đó có cái mục đích là nâng cái tinh thần người ta lên, chứ không phải những cái bài hát làm cho người ta ủy mị, người ta uể oải, người ta sợ chiến tranh chẳng hạn. Okay. So the reason why I make this song, because at first, because people want to be entertained. And then the most important is we have to build up the moral of the people. Because in the war, people sometimes lose their moral. They can become very easy anti-war. So I build up the moral. And I did not say that I success that. I cannot say that. No, no, you can't. Tell us why you left the Viet Minh in 1951. 1945, tôi nghe theo tiếng gọi của cách mạng để mà đấu tranh cho cái sự độc lập của nước Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân. Thế đến khi tôi thấy rằng là đây là một cái đảng nó lợi dụng xương máu của tất cả người Việt Nam đấu tranh để mà xây dựng cái đảng đó. Cái đảng đó là đảng Cộng sản. 1951 tôi ý thức được như vậy và tôi không đi theo kháng chiến nữa, bởi vì rằng là tôi không muốn là nô lệ của một người Cộng sản. Những cái dấu hiệu để nó cho tôi thấy rằng là đảng Cộng sản loài cái bộ mặt đó ra để cho tôi phải bỏ kháng chiến tôi đi là rất giản dị, là đầu tiên ông Hồ Chí Minh và đồng bọn của ông nói rằng ông giải tán đảng Cộng sản, nhưng mà đảng Cộng sản vẫn còn, vẫn có những cái tổ tam chế, vẫn có những cái tổ của đảng viên ở trong quân đội cũng như ở trong tất cả các bộ máy hành chính và của trong dân chúng. Thì tôi thấy đó là cái điều thứ nhất, là cái điều nói dối. Điều thứ hai nữa là có cái cuộc cải cách ruộng đất mà ông mới bắt những cái người địa chủ ra, ông đem chôn sống, ông mới xử tử, ông giết rất nhiều người, bởi vì ông gây cái phong trào đấu tranh giai cấp. Thì tôi thấy cái bộ mặt Cộng sản nó lộ ra như vậy, và vì lý do đó mà tôi bỏ. Và cũng nên nhớ rằng khi tôi bỏ cái vùng kháng chiến để chờ qua cái vùng quốc gia thì tôi khóc, nhưng mà tôi không có cách nào chọn lựa hơn là chẳng thà tôi đi về với vùng quốc gia với tất cả những cái khuyết điểm của nó, còn hơn là tôi ở với kháng chiến. Tôi được tiếng là anh hùng thật đấy, tôi được tiếng là người dân tốt thật đấy, nhưng mà thực sự ra thì tôi chỉ là nô lệ của Cộng sản mà thôi. Ok.